về lịch sử lâu năm thì phòng thạch là lâu nhất nhưng không có nghĩa là 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 hai trường kia họ ra sao là họ dở hơn ha, trường nào thì cũng có thầy cô giỏi cũng có thầy cô tâm huyết hết cho nên em có thể chọn ba trường trường này trường nào cũng được chứ không có quan trọng ha, mình thi đậu trường nào thì mình học trường đó thì có nhiều em hỏi anh là nhắn vô Zalo hỏi là học bác sĩ thẩm mỹ tạo hình thẩm mỹ thì bây giờ học trường nào rồi làm sao phải có chứng chỉ hành nghề vân vân rất là nhiều mà nhiều khi anh không trả lời được tại vì có những cái video anh cũng đã có nói vấn đề này rồi mà bây giờ vậy nè thật ra không phải là anh cái nói chung là cái ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ này nó rất là phức tạp em nó phức tạp dữ lắm luôn mà bây giờ nếu mà cho anh chọn lại anh cũng không có làm thẩm mỹ nữa tại vì anh lỡ đi 10 năm rồi Bây giờ anh bỏ ra 10 năm để anh làm, anh học tay nghề, học lấy bằng cấp về phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Cho nên anh phải đi luôn về cái thẩm mỹ này. Tức là lỡ leo lên lưng cọp rồi mới đi á. Tao nói vậy đó. À, chứ nếu mà bây giờ cho anh quay trở lại á. 2011 á. Thì anh sẽ học về à, ngoại ngoại ông, ung Thư ha. Anh sẽ đi cái mảng là ông Thư Ngực với lại mà ung Thư tuyến Giáp. đó Nhưng mà anh cũng phải học game mê một năm. Tại sao? Tại hồi xưa thầy anh nói là bác sĩ ngoại là bác sĩ nội cầm giao mổ. Nếu mà em học nội chú ở nước ngoài á thì em học nội chú 5 năm đúng không? Thì trong đó có 1 năm, 2 năm là các em phải học gây mê, còn nước mình thì không có. Nước mình thì em học ngoại làm chỉ học ngoại thôi. Ha, học gây mê thì chỉ là lý thuyết thôi. Nhưng mà tại sao mình phải học gây mê? Tại vì học gây mê ví dụ như là trong khi mổ, à, bệnh nhân của em bị khó thở, em biết cách xử lý. Bệnh nhân của em bị hạ huyết áp, em biết cách xử lý. Bệnh nhân của em bị nhịp tim nhanh, em biết cách xử lý, bị co thắt phế quản, biết cách xử lý, sốc phản vệ biết cách xử lý. Ha rồi ngưng thở với cách xử lý, ngưng tim với cách xử lý, rồi mình sẽ biết chỉnh đường huyết đó, nói chung là học kí mê sẽ giúp cho các em biết được những cái tình huống đó và khi em nắm được những cái đó đó em rất là tự tin. nhưng mà thôi bây giờ á, thì nói chung anh cũng không phải là là gì là ngăn cản hay là cái gì làm khó tụi em hay là gì cái đó cũng đâu được đâu. tụi em muốn đi Mỹ thì anh sẽ hướng dẫn, anh sẽ chỉ cách cho tụi em học những cái gì, học trường nào ha, thì trong video này anh sẽ nói cái chuyện đó thì nói chung là tụi em thiếu một cái người truyền cảm hứng thôi chứ hồi xưa á, lúc 2012 á, lúc mà anh còn phụ trách cái mảng mà giảng cho sinh viên y4 á thì lúc đó anh được phân công là giảng về cái game hiệu sức thì mấy đứa sinh viên y4 nó rất là thích và khi mà tụi nó lên y6 tụi nó tốt nghiệp ra trường á, thì tụi nó thi nội chú game mê rất là nhiều anh nhớ cái năm tụi nó ra là tới 10 đứa tụi nó được tuyển vô luôn á thi rất là nhiều nhưng mà năm đó lấy 10 người luôn á mà trước đó là gây mê không ai đi chứ Ít người đi lắm, một hai người đi à Tức là tụi em thiếu một cái người truyền cảm hứng Chứ trong y khoa mình á, cái ngành nào cũng hay chứ á Mắt cũng hay, tay mới hận cũng hay Nội cũng hay, gây mê hồi sức cũng hay Chẳng qua là tụi em chưa chưa gặp được cái người mà truyền cảm hứng cho tụi em thôi Còn bây giờ em thấy anh làm video về tạo hình thẩm mỹ nhiều quá tụi em đi Nhưng mà đi vô á, nó có nhiều cái nhiều khê lắm Nhưng mà thôi thì em tụi em thích thì anh vẫn, vẫn hướng dẫn ha thì bây giờ á, anh nói bây giờ nè bây giờ mà các em muốn mà có chứng chỉ phẫu thuật tạo hình ở mỹ á, thì bắt buộc em phải có bằng chuyên khoa một ha rồi ngày xưa thì không cần bây giờ anh sẽ chuyện kể cái chuyện ngày xưa ngày xưa là các em chỉ cần là bác sĩ ngoại thôi mà các em biết mổ rồi ví dụ như em biết mổ ngực em biết mổ mũi em biết mổ tạo hình mi mắt đó cắt da thường mi mắt rồi tạo hình mí đôi nâng ngực nâng mũi nói chung là tụi em biết cái gì là các em cứ đi mổ thôi nó không cần phải có giấy phép không cần phải có chứng chỉ gì trơn á đó. đó. rồi sau này lúc mà họ đòi chứng chỉ hành nghề thì cái thời mới mà chưa có đào tạo chuyên khoa một thì lúc đó tụi em chỉ cần có cái bằng định hướng tức là cái lớp mà định hướng về chuyên khoa phẫu tạo hình 6 tháng 8 tháng thôi rồi sau đó các em đi thực hành ở bệnh viện hoặc là có một số người không đi thực hành luôn đó, thì người ta vẫn xin cấp chứng chỉ hành nghề được đó là cái chuyện hồi xưa nha còn bây giờ thì anh không biết bởi vì hồi xưa bác sĩ răng hàm mặt họ đi học về lớp định hướng sau đó họ đi thực hành 18 tháng thì họ vẫn xin được cái chứng chỉ hành nghề là phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đó, còn bây giờ là không được nha. Bây giờ là trong cái chương trình mà tuyển chuyên khoa 1 phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ á là bác sĩ đang hàm mặt là không có được học. Đó, mà bác sĩ đang hàm mặt là chỉ được học cái phần là định hướng thôi. Cái là cái khóa bồi dưỡng ngắn hạn 8 tháng về tạo hình thẩm mỹ thôi. Rồi sau đó họ sẽ đi cái mảng là tạo hình thẩm mỹ của uh, của hàm mặt đó, ví dụ như là cắt góc hàm hay là À, điều trị hàm hô hay là móm đó là chuyên khoa sâu của răng hàm mặt, đó là họ đi cái mảng thẩm mỹ răng hàm mặt riêng ha. Còn cái mảng thẩm mỹ phần mềm ví dụ như là ngực nè, bụng nè, Mắt, mũi là của khối đa khoa. Cho nên là những em nào mà bác sĩ à, học đa khoa ra rồi á, là bắt buộc phải có bằng chuyên khoa một phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thì mới có chứng chỉ hành nghề. Mà để có để thi được vô cái chương chuyên, chuyên khoa một phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ á, thì bắt buộc các em phải có chứng chỉ hành nghề. đó mà để có chứng chỉ hành nghề thì các em phải đi thực hành 18 tháng theo cái quy định bây giờ anh nói theo quy định bây giờ đó nha thì ví dụ như em thực hành 18 tháng đa khoa xong thì em sẽ có chứng chỉ hành nghề đúng không rồi em muốn thi chuyên khoa một phẫu thuật tạo hình năm mỹ thì em phải có 12 tháng thâm niên tức là bây giờ em ví dụ như em đi thực hành đa khoa hoặc là các em đi thực hành ngoại khoa 18 tháng xong em có cái chứng chỉ hành nghề thì em phải xin vô thẩm mỹ viện hoặc là em xin vô bệnh viện em làm bệnh viện thẩm mỹ á gọi là bệnh viện nhà nước cũng được nhà nước thì nó cũng có khoa tạo hình thẩm mỹ thì sau bệnh viện quận cũng được thì sau 12 tháng thì người ta sẽ xác nhận cho em thâm niên là 12 tháng trong cái lĩnh vực à, tạo hình thẩm mỹ này thì từ đó em mới có điều kiện đủ điều kiện để mà em thi chuyên khoa một phẫu thuật tạo hình rồi ha rồi khi thi chuyên khoa một phẫu thuật tạo hình á thì em lại có ba sự lựa chọn ở miền nam này thì em sẽ có ba sự lựa chọn hiện tại bây giờ nha sau này thì có thể có thêm đó là trường y phạm ngọc thạch y thành phố hồ chí minh và y hà nội và y cần thơ đó ba cái còn ở ngoài bắc thì anh biết là có y hà nội thì có sự khác biệt giữa bốn cái trường này có một video là anh cũng nói rồi đó nói chung là nay anh cũng hơi mệt cho nên là anh nói nó không có được chân chu ha nhưng là ví dụ như y hà nội đi thì em có chứng chỉ hành nghề đa khoa em vẫn thi được còn trong miền nam này á thì y thành phố hồ chí minh là y hà nội là y cần thơ nè thì họ đòi cái chứng chỉ hành nghề ngoại khoa hệ ngoại tức là ngoại nè tai mũi họng nè mắt nè sản khoa nè đó chấn thương chính hình nè tức là em phải có chứng chỉ hành nghề hệ ngoại thì người ta mới cho thi tạo hình thẩm mỹ còn ở ngoài hà nội là em có chứng chỉ hành nghề nào cũng được miễn sao em có chứng chỉ hành nghề thôi còn cái chứng chỉ hành nghề của em á, mà nó hệ ngộ, hệ nội hoặc là hệ ngoại thì em phải cần có 12 tháng thâm niên về phẫu thuật tạo hình là y Hà Nội người ta sẽ cho thi cái đó là cái tinh thần của bộ ha đúng như hướng dẫn của bộ luôn còn trong miền Nam mình á, thì tùy thôi trường quy định vậy thì mình phải chịu thôi chứ mình đâu có ý kiến được với trường đúng không trường quy định vậy thì bắt buộc mình phải đi thực hành ví dụ như em giờ em có chứng chỉ nội đi ha mà em không được thi thì em bỏ em đi học lại 18 tháng ngoại em lấy được chứng chỉ ngoại rồi sau đó em đi thi nói chung là ở miền Nam này họ đòi là 12 tháng thâm niên về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và chứng chỉ hành nghề ngoại nó chấm hết còn không thì mình ra Hà Nội mình học thôi trường nào mà họ tuyển mình đủ điều kiện thì mình cứ học mình không có quan trọng cái chuyện mà mình học ở trường này trường kia tại vì chất lượng á theo anh á, chất lượng nó giống nhau hết nó không khác nhau đâu à, còn về trong miền nam mình á thì uh, y phòng thạch đó là đã đào tạo được khoảng 10 năm 10 năm hơn về cái phẫu thuật tạo hình thì ban đầu cái mã ngành của nó đó là phẫu thuật tạo hình cái tên nó là phẫu thuật tạo hình ha còn sau này đại học y dược á họ mở ra sao họ mới mở có hai ba năm nay thôi y cần thơ thì cũng vậy cũng hai ba năm nay thôi thì sau này họ cái tên cái chuyên ngành đó là phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tái tạo nó rất là dài nhưng mà về bản chất của nó là giống nhau hết các em học chương trình nó đều giống nhau hết ha về tay nghề nó không có khác nhau nó chỉ khác nhau cái tên thôi và phẫu thuật tạo hình đó, thì các em làm thẩm mỹ thì thực ra nó chỉ là cái từ các em để làm cho khách cho bệnh nhân người ta hiểu là các em mổ thẩm mỹ thôi chứ không phải là, là là cái từ mà chuyên môn cái từ chuyên môn chính vẫn là phẫu thuật tạo hình ví dụ như em tạo hình mũi tạo hình bụng tạo hình mắt đó. thì từ nước ngoài nó cũng vậy thôi nó cũng vậy thôi chứ nó không có gì khác hết trơn á thì về lịch sử lâu đời đó, là trường y khoa hoàng thạch đó, là họ lịch sử là họ lâu nhất họ đào tạo được trên 10 khóa rồi trên 10 năm nay rồi nhưng mà cái ngành cái tên của nó là phẫu thuật tạo hình thì khi mà cái tên phẫu thuật tạo hình thì khi em mà lên sở y tế em xin em cấp á, thì người ta sẽ căn cứ theo cái cái bằng chuyên khoa mà người ta cấp cho em thôi người ta sẽ cấp cho em là chứng chỉ là phẫu thuật à, hành nghề là phẫu thuật tạo hình vậy thôi còn ví dụ như em học đại học y dược thì nó là phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tái tạo thì họ sẽ ghi trong chứng chỉ hành nghề của mình là phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tái tạo vậy đó ha Rồi về lịch sử lâu năm thì phòng thạch là lâu nhất nhưng không có nghĩa là 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 hai trường kia họ ra sao là họ dở hơn ha, trường nào thì cũng có thầy cô giỏi cũng có thầy cô tâm huyết hết cho nên em có thể chọn ba trường trường này trường nào cũng được chứ không có quan trọng ha mình thi đậu trường nào thì mình học trường đó mình có đủ tiền đã đóng học phí của trường nào thì mình học trường đó thôi chứ còn về tay nghề thì các thầy đều giỏi giống nhau hai cái này là rõ ràng nha về lịch sử thì anh nói đó phạm ngọc thạch là trên 10 năm y dược là họ đào tạo khoảng hai ba năm nay y cần thơ cũng vậy đó còn về chứng chỉ nghề như nãy anh cũng đã phân tích rồi đúng không còn về mức học phí thì phân theo như phân tích của anh theo như anh biết thì học phí của đại học phạm ngọc họ thạch là mắc nhất đó. ví dụ như năm của anh học là 60 triệu một năm còn sau đó là tới y dược y dược là khoảng 50 triệu hay gì anh không nhớ rõ nhưng mà cỡ đó còn y cần thơ là khoảng 30 triệu ha, mười mấy ba chục triệu gì đó thì cái này các em trước khi mà em vô nhập học thì em phải hỏi lại cái năm khóa trước của mình là mấy anh chị đóng bao nhiêu tiền thì nó sẽ chính xác hơn ha